Mình xin chào các bạn nha. Thì hiện tại mình đang có mặt ở cửa hàng xe gắn máy Mai Duyên đó các bạn. Địa chỉ cửa hàng là số 67 Triệu Nương, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng. Và số điện thoại của bạn Tùng là chủ cửa hàng này. Có số điện thoại là 0946 838 494. Thì hôm nay ngoài cái vấn đề là mình đến đây mình cập nhật dòng xe Winner V1 này ở Indo, tức là dòng GTR ha. Supra GTR. Giá này vào cuối tháng 9, đầu tháng 10. Mình còn một thông tin rất là hot dành đến cho các bạn. Thì bây giờ mình xin nói về vấn đề thông tin này trước. Thì thông tin này rất là chính xác, là Tùng á vừa nói cho mình biết luôn là đại lý ở bên Indo có thông tin cho ở phía Việt Nam mình là dòng GTR này chuẩn bị là không còn sản xuất nữa ha. Có thể là nhập về sẵn. Vì bên Indo sẽ chuẩn bị sản xuất xe Winner X phiên bản ở bên Indo, còn tên gì thì mình chưa biết chính xác, nhưng mà chính xác luôn là bên Indo sẽ ra mắt dòng Winner X này ở bên Indo luôn. Thì trước đây khi mà mình quay review những chiếc xe Winner X đó, thì những bạn bè bên Indo cũng có vào comment trong kênh của mình, và mới vừa hồi tối này thôi, một bạn nữa bên Philippines cũng comment vào trong kênh của mình luôn, là hãy mang Honda hãy mang chiếc xe này về Philippines ha. Và cái thông điệp này rất là rõ ràng, chứng tỏ là những bạn bè bên Đông Nam Á cũng là rất là yêu thích dòng xe Winner X. Thì từ lẽ đó mình suy ra là dòng xe này hiện tại đây là sẽ là những dòng xe cuối cùng còn lại đó các bạn. Đây là thông tin từ phía bên đại lý bên Indo luôn các bạn. Cửa hàng nhập xe từ Indo nè, Thái Lan nè ha, và đều có thông tin từ bên đó hết. Thì hiện tại giá chiếc xe này ở đại lý không hề đổi, mình báo giá cách đây khoảng một tháng đến bây giờ đều là giá là 55 triệu đó các bạn cho chiếc xe GTR này. Hiện tại thì đại lý có đầy đủ màu sắc luôn. Không phải mình thông tin cho các bạn về cái vấn đề mà Winner X ra mắt ở bên Indo và dòng xe này sẽ dừng sản xuất để các bạn nghĩ mình là tăng độ hot cho chiếc xe này, không phải vậy nha các bạn. Đó là thông tin rất là xác thực luôn đó ha. Nếu mà các bạn không tin có thể kiểm chứng, mình không biết là trên trên mạng, trên YouTube có thông tin về vấn đề này chưa, nhưng mà đây là lần đầu tiên mình nghe từ bạn Tùng nói luôn đó các bạn ha. Winner X chuẩn bị ra mắt ở bên Indo, còn ở có tên gì á thì mình chưa có nắm rõ ha. Và hiện tại dòng xe này ở đại lý Mai Duyên đó các bạn đang rất là đầy đủ màu luôn, đầy đủ bốn màu cho các bạn lựa chọn ha. Và rất có thể đây sẽ là những chiếc xe cuối cùng còn sót lại của dòng Winner V1 ở Việt Nam mình, cũng như là GTR Supra ở bên Indo. Các bạn nhìn nè, trước đây mình có quay gói giá đầy đủ tất cả những màu này ha, màu đỏ mờ, màu bạc nè, rồi màu đỏ bóng. Mình cũng thấy là có rất nhiều bạn quan tâm về dòng xe này, chỉ có điều là các bạn vào nói là giá nó hơi cao. Thì giá cao cũng thể là do vấn đề là mình nhập khẩu từ Indo về đó các bạn. Với phần cái dòng xe này thì nó ở Việt Nam mình nó không còn sản xuất nữa, cho nên là nó hơi ít ha. Và hơn nữa là dòng xe GTR này khi mà nhập về Việt Nam á thì nó có thay đổi chút đỉnh, như ở cái bảng đồng hồ nè, cái đuôi đèn sau nè ha, nó thể thao hơn là phiên bản V1 của Việt Nam mình. Chính vì lẽ đó mà rất nhiều bạn ưa chuộng, cũng như là chiếc xe này nó rất là gọn ha, nhìn nó rất là gọn và săn chắc. Các bạn nhìn những bộ phận ở đây nè ha, rất là cứng chắc luôn, và luôn cả cái động cơ nó cũng mạnh mẽ hơn chiếc Winner, thậm chí là Winner X ha. Cái mã lực của xe này nó cao hơn một chút, nó nhỉnh hơn so với chiếc xe Winner X đó các bạn. Như các bạn thấy á, thì đại lý, đặc biệt là đại lý ở Mai Duyên kinh doanh rất là nhiều dòng xe nhập, rất là mạnh về vấn đề này luôn đó các bạn. Những thông tin mà bà ở đại lý cho mình biết thì cực kỳ chính xác luôn, cũng như là về dòng quay thái chẳng hạn ha. Và bây giờ là dòng GTR, ở đây là những phiên bản nhập chính hãng từ Indo, và đại lý bên đó cho thông tin thì rất là chính xác luôn đó các bạn. Mình cũng hy vọng là chiếc xe này nó sẽ sản xuất ở bên Indo và còn ở bên Philippines nữa. Cũng có một bạn vào comment đó các bạn ha, mong mỏi
chiếc xe Phoenix sẽ nhập về Philippines, sẽ xuất ở Philippines. Và như vậy thì dòng xe này nó sẽ không còn nữa ha. Mình nhắc lại, chiếc xe này hiện tại có giá là 55 triệu đó các bạn. Và rất có thể đây sẽ là những phiên bản cuối cùng còn sót lại nha. Thông tin này rất chính xác đó các bạn. Xe gồm có 4 phiên bản màu lận ha. Màu đỏ, hình như ở đây còn thiếu một phiên bản màu đen bóng. Đúng rồi, một phiên bản màu đen bóng chắc là đã bán rồi đó các bạn. Xe đương nhiên là còn trong kho nữa ha, nhưng mà mình kho quá rộng đi, mình không biết là nó sẽ đậu ở chỗ nào, vì sẽ có thay đổi liên tục luôn đó các bạn. Vị trí xe sẽ được thay đổi liên tục, cho nên mình không có thời gian để mình đi tìm chiếc xe đầy đủ cho các bạn. Đúng là thiếu màu đen bóng đó các bạn ha, màu đỏ mờ, màu đỏ bóng, màu bạc, còn thiếu một màu đen bóng. Mình cũng xin nói thêm một vấn đề nữa là xe nhập ở Mỹ Duyên á, thì đã hoàn toàn có đầy đủ hải quan cho các bạn ha, các bạn không phải chờ hải quan nha các bạn. Dòng xe nhập ở Mỹ Duyên thì rất là mạnh, hải quan lúc nào cũng có sẵn ha, không cần phải chờ hải quan. Và giá mình báo là đã bao gồm thuế VAT rồi nha các bạn. Mình nhắc lại nhiều lần rồi, mình không báo giá ra lăn bánh như là biển số ha. Mình đã có làm video về vấn đề mà báo giá ra lăn bánh biển số trước Winner rồi. Các bạn có thể dựa vào chiếc xe đó để mà tính giá cho bất kỳ chiếc xe nào ở đây, giá ở từng khu vực luôn ha. Rồi, bây giờ mình xin kết thúc video này ở đây nha các bạn. Các bạn cứ chờ xem trong bao lâu thì chiếc Winner nó sẽ ra mắt ở bên Indo. Rồi lúc đó các bạn không chừng lại trông chờ Việt Nam mình lại nhập chiếc Winner từ Indo nhập về Việt Nam để mà bán cạnh tranh với Winner của Việt Nam không chừng. Cũng giống như phiên bản này vậy đó các bạn ha. Nếu mà thời điểm nó ra mắt thì chắc có lẽ là sẽ rất là sốt, rất là hot. Rồi, mình xin kết thúc video ở đây nha các bạn. Xin chào các bạn nha.